giật đi rừng thì bao nhiêu máu cho đủ. Vãi thật, nó lên nó vào rồi. Thật. Mình nếu nó đứng lại đã đánh mình giết nó thôi, mình không thích giết. Nó chạy đi thì thôi, ai đánh kẻ chạy đi làm gì. Ok, mồi đây. Mồi đây chứ đâu. Ô, đường mạng support à? Có cưa được cái mạng nhỉ? Sao đi rừng kinh vãi? Con này như con rùa ấy. Thật luôn đấy. Cái này là đánh thường nhá, nhìn thấy có ra xua là mọi người cũng biết là gần như là đánh thường, 90% là đánh thường. Ê, mới đau gì. Tôi vẫn đứng đầu rồi. Địch đứng tự sướng rồi.
Định đâu mất rồi. Tụi năng lượng kinh ấy. Chờ ra, chờ vãi cho. Rất là tin đường ra nó đi rừng xanh vãi đái. Nguy hiểm, nguy hiểm. Xong rồi. Đi mà ăn. Ôi đâm cái gì cũng là đánh thưởng nhạt nhẽo vô vị. Rồi về mua cái đồ. Phải. Phải. Phải thật. Đồng hồ xít mới đau nhỉ. Tích bia la vừa ganh không thành công. Mẹ nó chạy nhanh vậy.
Ấy thật. Wow, không biết có giết không ấy. Xin vì anh em. Xin vì cái trụ đầu. Bỏ hết đi để mua ăn cái trụ đầu. Bỏ làn đi các anh. Xuống chết mà quay thôi. Màu mê bê bê thế này. Ôi, đánh đấm cái gì nữa, thanh niên. Mình phải nhìn đi la ở đây nhỉ. Ôi, cô tích. Đúng là cô tích đi la. Mà nó to đấy thì mình ăn sao được. Trông cả cho nó to quá rồi. Đẩy trụ làm gì? Ganh có phải sướng hơn không? Thế đi ạ. Thôi thôi em ơi. Chỗ nó đến.
đấm cái gì hả anh em? Ê mày đau nhỉ? Nhiều vậy đấy. Nó gác trâu quá. Ôi điên à. Điên rồi. Điên rồi. Còn tí mau vẫn băng trụ. Dù biết trụ thì chạm phát là chết rồi. Đau nhỉ? Đau nhỉ? Nhiên thì con kia nó ra. Nhân dùng thuộc biến luôn. Trâu quá. Vẫn dần đi rừng. Úi xời, úi xời, úi xời. Bất tử. Đi điên rồi. Méo chết đi nhỉ. Đau vãi. Nào nó lại không chết pha đấy. Ôi giật ơi. Rừng nhà mình có sao không ăn. Thích chán nhà hàng xóm cơ. Cho gác trâu vãi trời. Ah! Who?
Ôi trời ơi, thường đứt mạng rồi. Ôi chết chắc rồi. Bia la nó đánh trúng ba đòn xác định. Nào dưới này nữa. Địch chết hai thằng rồi. Một trâu đấy mình đánh người gãi ngứa mà. Chết à? Đi mất rồi. Đi mất rồi thì mình phải về thôi. Nên mình xuyên ra. Úi xồi ôi, nửa máu của tôi. Cả địch không kịp nhận ra là mình đã chết như thế nào, mình bị ai giết. Bị cầm nặng. Nản quá. Thế không giết được nó phạt đấy, sợ thật. They won't survive.
thường quá chậm luôn đấy. Dù đã lên cái tam hợp kiếm mà đánh tốc độ như con rùa. Sợ người nó ư. Sạc bay tung tóe này. Lãng phí máu rồi. Đi thì đi à? Nên này, thích nên này thôi. Cho nó không hồi được máu. Lại đen bùa đỏ em ơi. Bùa đỏ này. Không ai ăn bùa đỏ à? Ôi, đánh đấm cái gì nữa. Địch yếu đến mức bằng trụ. Yếu quá.